Đây là một cái bình gốm hoa sen. Đấy là người thích đâu hết mà có mỗi một người thích thế này. Đang kiểm tra tốc độ của Vân Anh. Cái này nó hiện thời gian. Làm cái này mất khoảng 10 phút nhỉ. Hả? Vân xong làm gì nữa? Một 1105 rồi bác ơi.